Ở đô thị Bad Tasmasdorf, nước Áo, gia đình Goldhuber đã trang trí ngôi nhà và khu vườn của họ bằng khoảng 600.000 chiếc đèn LED trên diện tích 5.000m2 để chào đón Giáng sinh và năm mới. Ngôi nhà trang trí Giáng sinh này của gia đình cũng mở cửa để đón khách tham quan và áp dụng các biện pháp phòng dịch. Chúng tôi có một hệ thống di chuyển một chiều để mọi người tránh tiếp xúc với nhau. Chúng tôi đã làm dấu trên tường và khách tham quan phải đeo khẩu trang, cho dù không gian cảnh quan có ở ngoài trời. Chúng tôi cũng ghi chép thông tin khách tham quan và bạn có thể đăng ký trực tuyến hay trực tiếp đều được. Còn ở thành phố Clifftau, Đức, ông Bernhard Dobitz dành khoảng 7 tuần chỉ để lắp đặt hệ thống đèn trang trí Giáng sinh trong nhà. Ông Bernhard từng là thợ điện và đã trang trí ngôi nhà suốt 40 năm qua. Năm nay không có chợ Giáng sinh nên mọi người cần xem gì đó có không khí Giáng sinh và cũng không có nhiều ngôi nhà trang hoàng lắp đèn. Thế nên họ tới đây và xem. Cả trẻ em và người già đều thấy thích thú. Kể từ năm 2015, ông dùng tiền khách tham quan quyên góp để ủng hộ cho những trẻ em bị bệnh nặng. Và từ tháng 12 năm nay, ông đã quyên góp được khoảng 2.000 euro.